Chào anh em, đây là clip đập hộp cái món GoPro mình mua trên AD rồi. Thì AD rồi là mình mua từ hôm từ ngày 19 đến hôm nay ngày 26 mới nhận được cái đơn hàng này. Thì nói chung là AD rồi á thì giao hàng rất là chậm, nhưng mà được cái này rất là hay là cái băng keo của AD rồi á, thì khi mà bóc ra á thì nó không bị xước cái hộp đó, thì chứng tỏ là AD rồi rất là hay. Thì Tiki với cả Lazada, Shopee không làm được. Đó, đây là một cái điểm nhấn rất là đặc biệt. Im để tao làm clip ở trong này. Đây là một cái điểm nhấn rất là đặc biệt của AD rồi. Đó, thì bây giờ mình bóc cái này rồi, mình xem trong là có gì nhá. Đó. Thì đây. Đây là cái sản phẩm GoPro Black Hero 7. Đó. Ô, đây, nó gắn cái thẻ nhớ này, xong rồi không biết vứt mẹ cái vỏ ni lông đi là mất mẹ cái thẻ nhớ 64GB các bạn ạ. Thẻ nhớ 64GB các bạn ạ. Cái thằng này khui chán thế. Đó, đúng rồi. Rồi. Này ra. Như kiểu rút iPhone. Đó. Thêm cái live stream này. Chống rung thì nó không cần phải mang cái gimbal vào nữa. Cái này là rất là đặc biệt. Xem có bị xước sát hay là có đứa nào dùng chưa. Mẹ mình mà dùng không phải hàng zin là buồn lắm. Ở tiên, đây là cái gì đây? Cái này là cái gì đây ở các chị học? Nhìn bộ này hơi rẻ tiền một tí. Xem cái bộ được tặng đấy xem nó có ngon không. Mình đã tháo được nó ra rồi, thì đây là cái GoPro Hero 7 của mình. Đó, thì như các bạn thấy ở đây. Đó, thì đây là nút nguồn này. Đó. Cái này là có cây rồi, thì chắc là rơi vỡ không có vỡ gì đâu. Rồi, thì mình sẽ bóc cái này ra. Thì đây, phải đẩy cái này lên nhá. Đẩy cái này lên thì nó bật ra cái này. Đó. Mở nó ra được rồi. Đó mình đã lột được cái vỏ của nó ra. Đó. Cái vỏ này chắc là để chống xước thôi. Còn đây, đây nhìn nó cũng to hơn mình nghĩ, mình tưởng là cầm nó bé tí thôi thì nó đỡ. Con này nhìn nó to vãi cứt. To này để trên đầu đi nó nặng. Con này thì màu đen nhá. GoPro Hero 7 Black là màu đen nhá các bạn. Con này thì nghe bảo chống nước, để tí nữa mình làm cái clip test chống nước cho các bạn xem. Tí nữa thì chắc mình đun cái nước sôi xong rồi mình nhúng nó vào để xem là nó có chống thực sự chống nước. Bây giờ mình đã đi khám phá xem là cái thằng này nó quay như thế nào, rồi chất lượng của nó ra sao, rồi mình gửi cái clip lên cho anh em cùng coi nhá.